Ok, chờ 5 phút nha, 2-3 phút thôi, ok. Các hoàng tử công chúa chờ một chút. Nên mình bạc ti nha, bạc ti cho các đại ra. Từ nước Dubai và từ nước Canada về Việt Nam đi, ăn vẫn ngon quá. Cái này là thịt cừu quá, ngon ghê, của Australia. Ok. Kanguru. Sanguru. Kanguru. Yeah. Đợi xíu. Nói cái gì ta đang quay chưa xong, nó 2 phút nữa. Ngon chưa nè? Muốn ai ăn ủng hộ em bé nghèo nha. Mùa dịch này ăn cái này là kiểu gặp khỏi bị bệnh Covid. Ok. Ăn sẽ chữa bệnh hết Covid đấy. Nhà nghèo nhưng mà ăn đẳng cấp, hiểu không? Mình bán các loại thịt nha, cái gì mua ủng hộ. Yeah. Này là cà chua này, từ ăn cà chua này là biết sao không? Trong lông lá mọc nhiều và da da đẹp quá này. Cà nhót. Cà nhót. Mày nói cà nhót thôi, nó lên lên mặt. Ngon chưa luôn. Các bạn xinh đẹp. Yeah. Nè thấy không? Ngon chưa? Nhìn thấy là nhìn rồi. Ok. Nhìn thấy là ham luôn. Và bây giờ cục ly này. Không, chúc mừng năm mới. Trong chưa? Hai khoa lang. Chúc mừng nha. Năm mới à. Tắt chưa? Okay. Tắt chưa? Hỏi chưa? Tắt đi. Chưa gì, tao tắt cái gì? Của nó có giờ có giấc 2 phút nữa. Có cầm cây này không? Đây, ngon lắm đó nha. Đây, ăn thử đây à. Ngon lắm. Chấm. Nhà chấm mình nghèo nghe. Nhưng mà mình ăn đẳng cấp không á. Mình chấm nghe cho biết nè. Chấm nghe cho biết. Okay. Đấy, bây giờ anh đấm lên cho chấm. Biết chấm đặc sản đấy. Có biết chấm không? Có biết chấm không? Sao mới chấm được không? Coi thường em bé nghèo quá hả? Rồi ok. Xong chưa? Trời ơi, cho đầy đủ đi. Mới quay mà cứ tự nhiên cứ nói. Trời hỏi nhưng mà cho